Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Xin chào, come back, go to Baba Dilam. Hello everybody, see behind me, this is Amsterdam, where I'm here working this week. A little picture behind me of the business district. A little overview of my my hotel room, which is just next to the office. There's the bed. Just in the corner, it's the shower. Place for your clothes. A mini bar, which is refilled every day. Coffee machine. Little place to sit and work, TV, and here's the outside area. Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay hai mẹ con đi học nè mọi người. Lúc nãy là cái đoạn video nhỏ mà Kim nhờ ba của Chi quay khi mà đến những cái hotel á, cô chú anh chị, đến những khách sạn nơi mà ba Chi đi làm á. Thì cái ý tưởng đó là Kim đã nhờ ba Chi là làm rất là lâu rồi đó. Kim nói là cứ đi đến khách sạn nào cũng quay cho Kim biết á, sẵn thì Kim biết cái nơi ở. Với lại cho cô chú anh chị xem luôn, có thể là mọi người cũng cũng thích muốn được xem đó. Nhưng mà ba Chi nói là bận rồi không có làm đó. Hôm nay Kim nói dữ lắm, xong rồi mới quay cho Kim được cái một cái đoạn á cô chú anh chị. Cái lần đầu ba Chi quay thì nói chung là Kim thấy cũng được, cũng hay đó mọi người. Bây giờ là ba Chi cũng chịu hợp tác với Kim làm YouTube rồi đó, chứ lúc mới đầu á rất là khó khăn, ba Chi không thích quay đâu cô chú anh chị. Skip được đưa đến á mọi người, skip lần người ta chở cái thùng đến mình thuê cái thùng để mà đổ rác xây dựng hả cô chú anh chị. Dạo này Kim khoe với ba Chi là Kim được 10.000 người đăng ký rồi đó. Thì ba Chi giống như là thấy cái kênh cũng lên được chút xíu, giống như công lao của vợ bấy lâu nay bây giờ cũng đã được nhìn nhận rồi. Nói chung là 10.000 người đăng ký thì cũng không phải là lớn, nhưng mà đó cũng là một quá trình hả cô chú anh chị. Ba Chi bây giờ cũng chịu hợp tác với Kim làm nè. Kim quay thì cũng không có nói gì, chứ mỗi lần mà Kim quay đó là hay cằn nhằn dữ lắm luôn. My friend. Sorry, you're on the video. Cheers, Kim. You're welcome. Listen to the football podcast. Oh, okay. And it's called Uncanny. It's about mysteries in the world. Oh, it's good. Evelyn, yeah, obviously cleared today. Well, in the next hour. So you have to break it out. Yeah, flat pack them. Yeah, so like get more space in there. Yes. Yeah. Yeah. Okay. So everything goes in that skip today. Yeah. Okay. So, yeah. And so if you have anything else that you want to go in there. Yeah, we have. So when Tony comes back, we'll put him in if you want. Yeah, he wants some of these. So, yeah. Cái này là cái đường ống dẫn ga nè cô chú anh chị. Nhà Kim bây giờ thì sẽ xài bếp điện, cho nên là cái chú này ở bên ga và lò sưởi gì đó là chú sẽ đến cắt cái dây này luôn nè. Cắt cái hàng lại, bích lại luôn cô chú anh chị, mình không có xài ga nữa. Another job comes in, doesn't it? Yeah, of course. Just on the way here today, just can you order another ventilator water cylinder and do that for us? Right. So, polyurethane elbow. Yeah. Take it back that way. I mean, even reduce that, put a new stopcock on. Yeah. Or put an elbow, just put these two parts back on it and have the stopcock horizontal. Would you foam that up as well? What's that? Would you foam it up? I would, I did it in my house. Yeah. Wait a second.
Kim đang làm bữa trưa mọi người. Nói bữa trưa cho nó sang mầm vậy thôi chứ thật ra chỉ nướng khô thôi cô chú anh chị. Nè. Khô cá lóc. Kim đang nướng khô cá lóc xong Kim làm gỏi xoài Kim ăn cơm. Ở phía bên này có vẻ là nóng hơn nè, quay lại. Cái nồi chiên không dầu này nè, ở nó nằm ở trên đây nè cô chú anh chị, Kim để trên đây nhưng mà cái dây điện nó không tới mọi người. Cho nên là Kim phải để dưới đây. Cái khô này nè, Kim nướng Kim có quét một lớp dầu lên nó cô chú anh chị, cho nên là nó sẽ không có bị khô cứng đó mọi người. Lần trước Kim chiên á thì nó hơi bị cứng, còn cái này Kim nướng nè thì nó mềm hơn. Quét một lớp dầu bên ngoài á cô chú anh chị, nướng lên ngon hơn. Phần gỏi xoài của Kim nó xong rồi cô chú anh chị, Kim có cho thêm một ít rau dấp cá nữa mọi người. Khô cá lóc với gỏi xoài. Xoài này Kim đem từ Việt Nam qua tới hôm nay đó cô chú anh chị, vẫn còn đó. Còn hai trái. Cho nên là cái vỏ hơi héo héo đó mọi người, Kim để tủ lạnh. Với lại cơm, mời cô chú anh chị ha. Làm trà hả mọi người, hôm nay chỉ có một người làm thôi cô chú anh chị. Lúc nãy có cái chú kia chú đến chú coi cái gà với lại nước, xong rồi bây giờ hôm qua là có ba cái anh làm cái nhà xây dựng đó, nhưng mà hôm nay chỉ có hai anh, có một anh thôi, còn hai anh kia là đang dướng công trình khác hả mọi người. Anh này là bạn của Tony nè cô chú anh chị, bạn thân của Tony, quen nhau hai mươi mấy năm rồi mọi người. Bình thường á thì người ta làm người ta sẽ tự mang trà cà phê đến, nhưng mà Kim ở đây Kim để sẵn trà cà phê luôn, sữa luôn của chú anh chị, cho người ta tự pha uống. Hoặc là Kim rảnh thì Kim sẽ pha giùm, Kim sẽ hỏi người ta có uống cái gì không á, Kim pha cho. Nhưng mà hôm nay chỉ có một mình bạn Tony ở đây làm đó, mà ảnh bây giờ 2 giờ mấy rồi mọi người, ảnh vẫn chưa ăn trưa do cho nên là Kim nó hơi trễ quá rồi, nên Kim làm đồ ăn luôn cho. Cái đồ ăn này thì ăn nấu microwave chú anh chị, này Kim bưng trà với lại đồ ăn cho ảnh. Nói chung là giống như bạn bè mọi người, thì mình tiếp giống như bạn bè, chứ mà người khác, cái người lạ mà làm thì Kim sao không có ấy đồ ăn như vậy ha. Cô để miếng giấy cho anh làm miệng. Ngày thứ hai nè hả cô chú anh chị,
Ngày thứ hai thì chỉ có một anh thợ xây làm và có thêm một cái anh thợ ống nước đến nữa cô chú anh chị. Anh thợ ống nước đến thì ảnh đã sửa lại cái ống nước đường nước thì của Kim nè. Cái ống này là nối cái nước ra bên ngoài ha cô chú anh chị, ngoài vườn để Kim tưới rau, tưới hoa. Còn cái này là bên trong, cái chỗ này là cái bồn rửa chén ở đây ha mọi người, cái đường dẫn nước nè. Nước là đi ra ngoài bên bên ngoài, ra cây nước bên ngoài, cái đồng hồ bên ngoài ha mọi người. Còn cái đường có cái đường nước này là cô chú anh chị biết làm gì không? Cái đường nước này là mai mốt mình để cái tủ lạnh ở ngay đây. Thì ở trong cái tủ lạnh đó đó có cái hệ thống mà lọc nước luôn mọi người, lọc nước với làm nước đá đó, là sẽ dẫn truyền từ cái nước máy luôn, dẫn truyền nước ở đây vô cái máy lạnh, tủ lạnh luôn. Thì trong cái tủ lạnh đó có hệ thống lọc nước mọi người. Cái bình điện nè, cái bình điện nguyên một cái trong đây, nguyên một cái dòng điện quá trời trong đây, tùm lum gói nồi luôn. Ở bên trong bức tường là dây điện chằng chịt luôn cô chú anh chị đây nè. Bởi vậy mỗi lần mà Kim đóng đinh, Kim treo hình gì đó là Tony không có cho. Tony nói ở phía sau cái bức tường đó nhiều khi là dây điện cái dây gì á, đóng tầm bậy là nó trúng cái dây điện. Hôm nay thì cái anh thợ xây ảnh đã lấy hết mấy cái gạch này ra nè, ảnh đục hết mấy gạch vòng vòng ở đây ha mọi người, gạch dán tường ở đó với lại bên đây nữa cô chú anh chị. Và ảnh cạo sạch cái tường nè, tại vì cái tường dính mấy cái này nè, cái này là cái gì ta, xi măng hay là cái thạch cao gì đó, là phải cạo ra sạch hết trơn đây nè. Đục cái gạch ra mà đục mạnh quá nó làm một cái lỗ nè cô chú anh chị, như vẫn có dây điện trong đây ha. Phía này mà đây là thạch cao, bên trong mới là gạch đá vậy đó cô chú anh chị. Với lại anh cũng cạo sạch cái bức tường bên đây luôn nè. Ngày thứ hai chứ bao nhiêu đó thay, ngày mai ngày thứ ba thì anh nói là bắt đầu sẽ chuẩn bị làm điện nè, cái anh thợ điện sẽ đến ha. Rồi tráng làm cái gì tô á, tráng xi măng á, cái tường của chú anh chị, lại tháo cái nền này nữa. Ngày mai Kim sẽ cập nhật tiếp hết của chú anh chị. Một cây kem đó, ghé đây mua kem cho chị hết của chú anh chị. Hôm nay trời cũng được 20 độ mọi người. Kem đây nè, con cây đây nè. Cây kem là mua bên đây nè ông ơi, cái đó là nguyên cái hộp ông ơi. Nào đâu, nào đừng mà coi cái này hả, cái này nhỏ xíu được không, cái này sữa bò nè, cái này mềm thơm lắm nè. Rồi lấy hai cây cho mẹ ăn cây, mẹ ăn thử ngon không, lấy thêm cây nữa đi, rồi đi ra tính tiền cầm đi. Ơ đóng lại em quên nữa, rồi đi. Cái cửa hàng tạp hóa đầu đường nhà Kim hả cô chú anh chị. À, đừng có để vô chung, cầm ra ngoài thì bỏ vô thùng rác cũng được cho con, làm gì để sát cái thùng rác như vậy. Rồi kéo ra, trời ngon quá, cái kem này giống cái kem hồi tuổi thơ nè. Ở đây có cái tiệm chó, cái xì ba cho con chó nè cô chú anh chị, cắt lông đem tắm chó tắm gì đó, bán đồ ăn đồ chơi đủ thứ các loại động vật luôn đó mọi người. 1 2 3 vô. Cái kem này giống cái kem cà lem mà người ta hay bán ở dưới xe chạy đi bán đó mọi người, nhỏ nhỏ nè. Nó chạy nhanh lắm chứ không chạy theo kịp đâu. Về con. Ngon không? Giống sữa quá ha. Là sữa luôn đó, đúng rồi. Đi đường này nè chứ nè. Hôm bữa nay đi bộ trong đường này đi. Cái đó là đường, nó là đi thẳng xuống là đi ra đường, nó là nhìn xuống là thấy nhà Kim luôn cô chú anh chị. Đi trong đây cũng được nè mọi người.
ở trong chỗ Kim là giống như một khu dân cư ha. Bao quanh ở bên ngoài khu dân cư này nè là có một cái lối đi của chú anh chị, có hàng cây. Người dân mỗi ngày người ta đi dạo ở đây nè mọi người. Người ta dẫn chó ta đi dạo xung quanh cái bờ đường đi, là xung quanh cái bờ bao của cái khu dân cư này đó cô chú anh chị. Xung quanh cái bờ bao thì phía sau những ngôi nhà là có những cái hàng rào này nè, có chú anh chị. Cái bờ rào tường đó đó mọi người là thuộc cái khu dân cư khác rồi, phía bên đó là của khu khác rồi đó. Có một cái bức tường riêng biệt đó cô chú anh chị, chạy dài xuống dưới kia luôn, một cái bức tường rất là cao, bức tường đá đó mọi người, rất là cao, chạy dài qua bên kia luôn, chạy thẳng xuống nằm xuống chỗ bến tàu lửa luôn cục của chú anh chị. Hai bên là khu khác nhau nè. Cái đó bông gì chị nhớ không? Buttercup. Nói từ từ thôi, nói nhanh quá. Buttercup. Buttercup đúng rồi, là hoa mau lương. Hello cô chú anh chị ơi, cập nhật tình hình cái vườn hoa nhà Kim không mọi người, thấy sau lưng Kim không lòng thòng tòn tan không? Hai ngày nay thợ làm nhà đó cô chú anh chị, Kim cũng chạy ra chạy vô xong rồi, rất là bận luôn mọi người. Trồng hoa, đây là Kim trồng thêm mấy cái giỏ này của Kim là đã cũ rồi đó, mấy năm rồi mọi người. Nó bị sứt cái này nè, nó rớt đất ra ngoài đó, cho nên là Kim lót thêm cái miếng bao bên trong nữa. Trồng mấy cái giỏ hoa treo tường nha mọi người. Ở đây nè. Bây giờ thì vẫn chưa có ra hoa đâu, hy vọng là vào hè nó sẽ có bông đẹp hả mọi người. Đây, với lại được ba cái giỏ, cái này Kim cũng lót cái giỏ bao nữa, cái bao gạo đó cô chú anh chị. Nhưng mà cái này nó đỡ xấu hơn, cho nên lót nhìn nó đỡ hơn với cái bên kia nữa. Ba cái giỏ ha mọi người. Đây nhìn cái khu vườn nhỏ xíu xinh xinh của Kim đây. Tại vì do không có máy rửa chén đó, Kim rửa chén bằng tay, cho nên là để mấy cái này ở đây nhìn nó hơi xấu ha cô chú anh chị. Cái này là Kim mua ở trong cái shop đồ cũ đó mọi người, cửa hàng đồ cũ đó. Em bé có 1 đồng mà cô chú anh chị, 1 đồng 30.000 dễ thương chưa nè, cho ngồi ở đây luôn. Mấy bữa là ngồi trong nhà nhưng mà bây giờ đồ đạc nhiều quá, Kim ra cho ngồi đây, ngồi ở đây luôn cũng hợp á mọi người, ngồi dưới tán lá phong nè, dễ thương chưa. Cái cây này hôm bữa Kim trồng nó nhỏ xíu à, có một cây một đó cô chú anh chị, một chậu thôi, bữa nay nó nở hoa đẹp chưa nè mọi người, dễ thương quá chừng luôn. Nó nở cái này nè, nó tàn xong cái nó sẽ mọc cái nụ khác lên, rất là nhiều nụ trong đây luôn, từng nhánh nó mọc lên như đó cô chú anh chị. Cái này là sẽ nở hết mùa hè luôn đó mọi người. Cái hoa này nè, xài tới mùa thu luôn đó. Hồi năm ngoái Kim mua một chậu, xài tới mùa thu luôn, Kim thích lắm luôn. Hôm nay Kim mua có 3 cây thôi. Cây một cây màu hồng bên đây ha, thấy đẹp chưa. Xong ở bên đây thêm một cái cây màu đỏ và một cái cây màu trắng trắng hồng hồng nhạt nè. Nếu mà có thời gian xiên á, là những cái bông nó tàn này nè, rứt ra, bỏ ra. Đó, nó cũng lên nhiều nhánh nữa nè. Mấy cái nhánh bên này, cái cây này nè, sao nó bị héo hết trơn à? Đây, là Kim nó ngắt hết trơn, nó cũng có nhiều, rất là nhiều nụ luôn, mà nó héo rồi Kim cắt, Kim bỏ hết rồi. Cái chậu này của Kim nè, từ hồi năm ngoái đó, năm nay nó ra quá trời luôn nè mọi người. Nó nụ quá chừng nhiều luôn nè, vài bữa nó nở ra cái là xum xuê giống như trong cái shop, cái nhà vườn hôm bữa Kim đi ha. Đây nè, mê chưa? Hai chậu hồng của Kim. Cái này là hai cái chậu Kim mua luôn, hai cái chậu hôm bữa đó. Hai cái chậu đang 20 đồng giảm giá 50%, còn 10 đồng một cái chậu hả mọi người. Với lại hai cái bụi hồng nữa. Dễ thương cho mọi người. Cái này Kim thấy trong giấy để là nở từ tháng 5 đến tháng 10, quá trời nhiều nụ luôn nè. Nó cứ nở xong cái mình cắt, mình bỏ đi. Xong cái sẽ mọc lên những cái nhánh khác, những cái nụ khác, những cái đọt này nè. Là mai mốt nó sẽ ra nụ ra hoa luôn đó mọi người. Đó, cái đó là màu. Kim thấy này giống như có mấy màu luôn đó. Màu tím mà, màu hồng nhạt nè. Bên đây là màu đỏ đậm hả cô chú anh chị. Đây. Dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh.
Nhìn từ cái lối lên cầu thang nè, Kim vẫn chưa có quét dọn gì luôn á. Cái lối đi ra vườn này dễ thương cho mọi người. Kim cứ mê, Kim cứ ngắm hoài, Kim đi qua đi lại ngắm, mà đi lên trên lầu á, nhìn ra cửa sổ vẫn đứng ngắm cả buổi luôn đó. Mê gì đâu á. Hôm bữa là Kim để hai bên đây là hai cái chậu bông cúc ha. Nhưng mà bông cúc á, thấy nó xấu quá, tại vì cái bông cúc này là người ta trồng ngoài đất luôn nè, cũng được. Cho nên là Kim lấy ra ngoài, Kim trồng ngoài đất luôn rồi. Đó. Tại vì cái chậu này năm nay là năm thứ ba rồi, nó ở trong cái chậu cũng lâu đó, cho nên Kim trồng ra ngoài đất. Cũng nhỏ xinh trên này mọi người. Kế bên cái cây táo của Kim, cái này là cái cây pony, là cái tiếng Việt là cái gì Kim không biết nữa, mà bữa nay nó vẫn chưa có bông mọi người. Cây táo thì năm nay có rất là ít bông luôn. Đây, cái cây hoa này ha, nụ quá trời nụ luôn nè. Ít ngày nữa nó nở lên đẹp dữ lắm mọi người, Kim mê lắm. Nó từng cái nách lá là nụ đó, từng cái nách lá là có rất là nhiều nụ bông luôn nè, mê chưa, nhiều lắm. Đây Kim trồng cái chậu này nữa, mà cái nhà cái anh ảnh làm thợ nước đó, ảnh đang làm nước, ảnh cúp nước của Kim luôn rồi, Kim không có tưới được, không có rửa được cái chậu cho nên nó dơ. Tới bữa Kim sẽ rửa cho nó sạch sẽ. Đây đẹp chưa, mai mốt cái này nè nó rủ xuống đẹp lắm. Cái cây này nè, mai mốt á, mùa hè nó sẽ ra hoa màu trắng rất là thơm luôn mọi người, giống như là cái mùi hoa nhà vậy đó. Những cái này cũng có hoa luôn. Đây là cái chậu, đây là cái bụi dây leo của Kim nè. Cái dây leo này lúc mà Kim chưa qua đó là mẹ chồng Kim trồng, xong mẹ chồng Kim làm cái dàn lưới trong tường luôn đó. Này Kim qua là Kim chỉ hưởng thôi. Cái dây leo này với lại cái dây leo bên kia là mẹ chồng Kim trồng đó. Bây giờ cái nó bò lên quá trời xum xê luôn nè. Ít bữa hả nó nở ra đẹp dữ lắm mọi người, quá trời luôn. Đây cô chú anh chị nhìn nè, quá trời mấy cái nụ luôn. Mốt nó nở ra một màu vàng hả mọi người, đẹp lắm luôn nè. Trời ơi đẹp ghê chưa. Kim mua mấy con thằng lằn Kim dán vô nữa. Cái cây leo này cũng vậy luôn, nó cũng nở nhưng mà cái này là hoa màu trắng mọi người. Xinh chưa, giờ bữa nó nở xòe rồi hết, đẹp lắm. Ở đây Kim có hai cái cây hồng leo nè, Kim mua từ hồi năm ngoái mà nó ít nhánh lắm mọi người. Một nhánh nó cũng có rất là nhiều hoa nha, có rất là nhiều nụ luôn đó. Còn cái cây này Kim không biết cái tên gì nữa, cô chú anh chị nào mà biết cái tên của cái cây này nó comment cho Kim xin cái tên với. Mà có nụ từ hồi hồi mùa đông là thấy cái nụ nhỏ xíu, tại vì cái nụ nhỏ xíu như vậy nè, nó mà nó bự bự lên như vậy, nó rất là lâu lớn ha cô chú anh chị. Cái nụ nó rất là lâu lớn, và cái nụ như vậy nè nó rất là lâu nở luôn, nó không có nở nhiều, nó chỉ hơi hé một chút xíu thôi, nhưng mà xài được phải 3-4 tháng trời đó mọi người. Cái màu hồng rất là xinh, rất là đẹp luôn, màu hồng đậm đó cô chú anh chị nhìn nè, thấy mê chưa. Kim rất là thích, nó cứ nụ nụ như vậy đó, đẹp vô cùng luôn đó mọi người, thấy không, quá trời nụ luôn. Cái cây này kia không biết là chủ nhà cũ có, hay là Kim nghĩ chắc là từ chủ nhà cũ á, hay là mẹ chồng Kim trồng gì nữa. Mà lúc Kim ở đây là cái cây nó cũng có ba lớn như vậy rồi nè. Bây giờ ở đây mấy năm rồi nó cũng không có bự thêm nhiều mọi người, nó cũng như vậy đó, nó không cao thêm nhiều, nhưng mà nhìn là xum xê cho mọi người. Thấy mê chưa. Phía bên đó là cái ông Phật lúc trước mẹ chồng Kim tặng luôn. Trên kia có cái cây lá phong nhỏ. Đây là cái khu ngoài đây, tất cả những cái khu ngoài này hết mọi người là mẹ chồng Kim trồng hết, trồng từ lúc mà Kim chưa có qua nữa. Rồi xong rồi những năm sau này khi mà Kim qua đó là cứ mùa đông thì nó tàn đi, xong mùa xuân là nó mọc lại đó mọi người, thấy không. Đây nè, không có cần trồng, không có gì luôn á, Kim chỉ nhổ cỏ xới đất xong rồi bón mấy cái phân chuồng đó mọi người, mỗi năm một lần. Những cái cỏ này bây giờ nó mọc ra quá trời, mẹ Kim trồng luôn. Đây nè, những cái này là mẹ chồng Kim trồng hết á, là qua bây giờ chỉ có hưởng thôi đó cô chú anh chị. Đây những cái này hoa li ti nè, đẹp lắm mọi người. Cái này xài bông cũng lâu lắm nha, nó rất là còn rất là nhiều nụ luôn, nó nở xong rồi cái nó sẽ mọc cái nụ khác lên. Đây là cái bụi này lavender là Kim trồng. Kim có 4 bụi lavender từ năm ngoái ha. Đây là một bụi, với lại trên có một bụi nữa. Mấy cái này
ít bữa nữa nó nở hoa cũng đẹp dữ lắm cô chú anh chị. Cái bụi này nè, ít bữa nữa nó nở hoa cũng đẹp dữ lắm mọi người. Mẹ chồng Kim trồng hết đó. Mấy cái bụi nhỏ nhỏ lá lá này nè, mọi người thấy vậy chứ ít bữa là hoa hết á. Nó mấy cái bụi đó là ra hoa hết đó mọi người. Ra hoa hết. Lavender bên này cũng có hoa nhỏ xíu mà như ở trong cái chỗ này nó bị rập bóng cây này nè. Cho nên là cái lavender nó không có tốt. Đi qua phía bên này. Phía bên đây là cái cây gì Kim nói mà Kim quên mất tiêu. Mua dựng trọng đây nè. Cái này ít bữa phải mua mấy cây mâm sau á. Trọng đây thêm được mấy cây mâm sau đó nè cô chú anh chị. Nên những cây này Kim cũng trồng. Ít bữa nó cũng ra hoa đẹp lắm. Mọi người biết sao mà Kim không có trồng rau ngoài đây được không? Tại vì bên đây con sên nhiều dữ lắm. Trồng ra đất là sên nó ăn hết. Lavender luôn nè cô chú anh chị. Chỉ có trồng những cái cây bông mà mấy cái lá mà nó sạm sạm đó là con sên nó không có ăn. Chứ mấy cái bông nào mà cái lá nó những mềm mềm mịn mịn là con sên nó cũng ăn luôn. Cái bụi bông này nè. Cái bụi bông này lùm xùm như vậy ha. Đây rất là to luôn. Rất là to. Nè. Nụ nhiều lắm mọi người. Cái hoa nó thơm nhẹ nhẹ mà dễ chịu lắm. Vài bữa nó nở lên trắng xóa nguyên một cái bụi này luôn nè. Đẹp lắm. Ở đây cũng có thêm một bụi lavender nữa. Cái hoa trắng này xinh cho mọi người. Dễ thương cho nè. Còn rất là nhiều nụ ha mọi người. Đây là những cái cây hoa này. À, cái hoa này tên tiếng Việt là cái gì Kim không biết luôn. Ai mà biết comment giùm Kim hắn cái cây này nè. Cái cây này nè. Là mọi người nói là có độc đó. Cây này có độc không nên đụng chạm vào những cái này ha cô chú anh chị. Đây nè. Nhìn ở trong đây giống như nó có lông lông răng răng, Kim cũng không dám đụng nữa, sợ ngứa đó. Nhưng mà cái này xài được rất là lâu. Tại vì cái này mọc, cái nó tàn, xong nó nở từ 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 từ. Mà nó mọc lên là thấy không? Mọi người thấy không? Xài lâu lắm. Cái đọt này nó vẫn còn cao nữa đó mọi người. Xài được lâu dữ lắm luôn. Xài tới mùa hè luôn đó cô chú anh chị. Những cái này Kim cũng mới trồng luôn nè. Kim sợ trời mưa nó chảy cái đất xuống á. Kim lấp cái lớp đá lên. Cây lá phong nè cô chú anh chị, này lá phong màu xanh. Những cây lá phong là mẹ chồng Kim trồng không đó. Đây là những cái này muốn có hoa màu tím á mọi người. Mỗi năm nó đều mọc lại. Cái này ngày xưa cũng mẹ chồng Kim trồng luôn. Đẹp lắm, nó cao lắm. Mấy cây này hôm bữa mẹ chồng Kim qua cho nè. Cái này cũ của nhà mẹ nè. Nó nở lên hả mọi người, nó nở từng nách nách. Nách cái nó khi mà nó tàn á, mình cắt cái này mình bỏ nè, thì ngay cái nách này nó sẽ mọc thêm bông ra nữa. Xài được rất là lâu luôn, hết cái mùa hè tới mùa thu luôn đó mọi người. Cái cây này ở bên kia Kim giờ cũng lấy em trồng qua đây lại. Ba cái bụi lavender đó. Cái này Kim mới mua hôm bữa nữa nè cô chú anh chị. Dễ thương cho mọi người. Thơm lắm, thơm dịu dịu cái mùi lavender ở đây nè. Phía bên đây những cái này. Cái bụi này ngày xưa mẹ chồng Kim trồng luôn. Hoa đẹp lắm mọi người. Đây những cái này là cũng giống như cái hoa bên kia hả cô chú anh chị, hai bên. Cái này nè nguyên một cái vàng này. Xong rồi Kim dặm ra thêm ngoài đó, nó Kim trồng ra thêm khúc ngoài đó nữa. Hoa rất là đẹp, Kim đợi tới lúc mà nó nở hoa nó Kim quay cho mọi người xem. Mê lắm cô chú anh chị. Con thỏ với con nhím này nè, nó bị gớt, nó gãy rồi nè. Cái này là đèn năng lượng mặt trời ha mọi người. Nó bữa trưa nắng nó thu điện vô đây nè, tối là nó sáng ra hai con mắt. Sáng lắm. Cái này cũng là đèn năng lượng mặt trời luôn nè. Nó thu điện vô đây, cái tối nó sáng ra đây, nó tỏa ra đây đẹp lắm. Kim có mua ba cây nấm nè. Ba cây nấm dễ thương chưa? Nằm kế bên cái chậu lavender, cái bụi lavender. Đẹp cho mọi người. Cái nàng tiên này là em Chi Chi chọn nè cô chú anh chị. Cái này cũng là năng lượng mặt trời luôn nè. Buổi tối á, đèn nó sẽ chiếu sáng ra đây nè. Đẹp lắm. Cái rosemary Kim đã trồng vô cái chậu này rồi nè. Phía bên đây Kim có thêm một cái chậu hoa này nữa. Hoa này là tổng hợp ha. Kim sẽ đem ra để ngoài cửa đó. Đẹp lắm. Đây là cẩm tú cầu nè mọi người. Cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu thì nở hoa trễ lắm. Tháng 8, tháng 9 mới có hoa lần mọi người.
dâu của Kim nè, dâu tay. Dâu tay Kim về xuống đây rồi, cho trời mưa. Mình tại vì nước mưa đó, nó tốt hơn là nước máy mọi người, tưới nước máy nó không tốt bằng. Lúc nãy trời mưa đó, lúc nãy trời mưa Kim cũng về mấy cái cải này xuống dưới nè. Xong rồi Kim mới bưng lên. Ớt nè không, Kim để mức trên cao luôn. Mà con sên nó vẫn bò lên, nó ăn được. Hồi nãy giờ Kim bắt được 5-6 con sên vòng vòng ở trên đây rồi nè. Rau dền của Kim, lần đầu Kim gieo rau dền mà nó lên nè cô chú anh chị, thấy mê chưa? Kim sợ nó không lên, Kim gieo nhiều hạt mà nó lên quá trời luôn, mua mốt cái mình nhổ bớt. Còn nếu mà có đất nữa thì cấy ra, cải ngọt, cải bè xanh thì cấy ra. Đây Kim mua thêm một cái chậu ớt nữa nè. Cái chậu ớt này là một đồng 75, là khoảng nhiêu ta? Khoảng 50.000 á, 50-60.000 gì cái cây con đó mọi người. Đây là cải thề nè cô chú anh chị, cải thề màu tím lần đầu Kim trồng thử nè. Hai cái chậu dưa leo, hai cái cây dưa leo Kim không dám để dưới, Kim sợ mấy sên ăn, Kim để lên trên đây để cho nó cao cao thêm xíu nữa đó. Xong Kim đem ra ngoài, Kim gắn cái dây lên cho nó bò. Nên Kim chiết thêm một được cái chậu giấp cá nữa rồi nè. Sả nè, sả bữa đem từ Việt Nam qua nè mọi người, Kim ngâm nó ra rễ rồi đó. Xong giờ Kim cắm xuống đây Kim trồng. Kim trồng một hàng dài, tại vì mốt đất mọc nhánh á thì nó sẽ mọc qua hai bên ha. Hôm bữa Kim có mua thêm cái cà tím nữa đâu chú anh chị, cà tím với lại cà chua nè. Rau muống vẫn chưa thấy gì ha mọi người. Xin chào cô mẹ cô chú, con người học em rồi. Mời cô chú ăn nuôi. Mời cô chú ăn nuôi. Ôi bữa nay giỏi dữ vậy ta. Nên em Chi có gì đây? Em Chi có cái này là giống như cái món xà lách ha cô chú anh chị. Cái này giống như là món xà lách ha cô chú anh chị. Nhưng mà coi ở trong đây có nuôi nè, thịt gà, ức gà luộc, thịt xông khói, với lại có rau xà lách nè, với lại cái nước sốt. Nó em Chi rất là thích ăn cái này. Cái này là giống như ăn lạnh ha mọi người, chứ không phải là ăn nóng. Cái này mua về để tủ lạnh khi nào ăn ăn. Xà lách lạnh đó cô chú anh chị. Ngon không? Chị thích ăn cái này lắm đúng không? Cái cây ở trong nhà của Kim nè, ở dưới bếp Kim giờ lên đây luôn. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.